này. Ủa chị Bảy mới mua cái giỏ đâu, đâu chị mở ra cho em coi. Để đẩy đi chợ nè, sướng quá ha. Ồ, cái đầu móc của nó nè. Ờ, hay ha. Gì mà ướp đi mà xoa nè. Đó, đó. Rồi đẩy cho em coi coi. Đẩy đi như vậy. Đây à, đúng rồi đó, đẩy đi đi. Không. Kéo à, đó giống như là giờ du lịch vậy đó. Giống như đi du lịch vậy đó. Hôm nay về Sài Gòn họp mặt chị em nha cả nhà. Họp mặt chị em ăn sáng một chút xíu rồi một lát nữa mình đi chợ nha. Lâu lâu họp mặt chị em vậy cho vui. Hôm nay ghé chị Soa ăn hủ tiếu. Lỡ uống nước rồi con. Chưa kịp uống nước rồi chạy rồi. Lớp đặc hả? Ăn hết chưa rồi đó. Cái bà này ở trong quá con. Bà áp đảo tinh thần nó. Con mua ký rồi. Đây táo chị quay cho nha. Táo sari. Ờ ngộ ha. Táo này ngon lắm nha. Tỉnh nó mua nè. Nè tôi. Ai ăn ngọt, ngọt thơm nữa. Ờ xinh quá ha. Trời ngộ nha. Có cái trái kia. Có cái trái nữa, táo mà loại mà để đó. Này có Trung Quốc. Nó có cái trái này đỏ đỏ, cái trái nhỏ gì nè. Không có nước nào, không phải có Trung Quốc. Này chưa thấy à. Mà không coi cái trái kia kìa, cái trái mà để một rổ mà nó kia bằng táo gì nữa. Ăn thử lấy thôi, để lát ăn chứ con. Không, ăn thử ăn thôi. Đó, ăn rồi lát ăn chứ con coi mấy mẹ chị Hoài. Ăn rồi xong rồi. Ăn rồi ăn thử đi chị Hoài. Ngọt không? Ngon. Ngọt mà thơm. Chị Tư ăn Tư. Chị Hoài nhắm mắt lâu á. Thôi, để ra đi, để lát. Quay bà mà nhắm mắt lâu chứ sao. Xong rồi ăn. Thấy miệng tỉnh thôi. Không có gì tỉnh mấy con. Ngon chị Lan. Ngon lắm, gì đẻ tôi lạnh còn giòn dữ nữa. Ờ, ngọt quá ha. Mà cái táo này á, là cái táo của nước nào? Bây giờ mình ăn thử. Chua chua ngọt ngọt không? Chua chua ngọt ngọt. Thì đúng rồi, nhưng mà cái vị ngọt nó ngon. Cần hỏi mình chấm muối mình làm cũng ngon. Bây giờ nó là lạnh tháng 12. Xong rồi cái lạnh tháng 3 là xong. Bây giờ chị muốn ra. Cái gì quên nè, hủ tiếu chưa? Nam Giang mà. Em mới giờ chưa, bây giờ có má bàn chưa, bây giờ có cần chưa. À, bắt đầu trời mưa kìa, mưa kìa. Mưa kìa, mưa, mưa, mưa. Bây giờ chạy đó. Vô. Ít nói lắm nha hả? À, rồi, ít nói lắm. Lắm gặp nó nói. Bởi nó còn nó đề bấm điện thoại hoài vậy thôi. Sao? Giờ kêu em má không? Em mới về rồi kìa. Là ngày mai má đi suốt nha, nguyên tuần đây là em mới về là má đi suốt nha. Cười đó. Tôi làm được tôi ngon chứ. Tháng mưa ăn tại vì xe để lái 8 tiếng mà mưa gió lắm trời cũng chậm. Tại tới ra nó không có đường nó không đi cao tốc vậy, cũng đi bình thường, thành ra nó mới bị chậm lâu. Nó không đi cao tốc. Tại nó còn chở hàng chở này chở kia. Mình là tất nhiên mình đi xe ngoài không? Không có đi đâu. Nó điện cho con liền luôn, có thì mới có khoảng tiếng hai tiếng nữa. Chị nhớ cái áo màu hồng gì bạn gì quể mặc á, giữ cho em nha. Giữ cho ai nha. Cái áo chưa mặc hả mày? À, cái áo chị quể mặc màu hồng có ở bên đây có cái cà bông á đẹp quá dạ. Của tỉnh hả? Dạ. Có chị quể không vừa. Thì nó bự lắm mà, nó có cái gì đây. Đúng. Cái đó chị nhớ nó chị có đai mà chị quể không có đeo. Sao mình thấy quể không cần đeo đẹp hơn. Thì cái áo đó hai dạng, một là không đeo cũng được, là mặc rộng, còn đeo đai vô thì nó có cái eo. Cái điện này nè em. Hình như cái điện này có bữa. Dạ, TV cấp trên này con chưa có thôi. À đó, chưa dạ. Có thấy không? Lựa cái nào cũng có mà dạ, uống không nào. Kombucha thì nó là nước lên men á, nó kiểu... không có lên men con mới. Muốn cái này nè dạ. Con cái con nào trái cây. Hả? Sôi. Dạ, sôi xéo à. Sôi xéo. Sôi xéo luôn. Mua thử cho anh Dũng ăn đi.
Mùi thử mà xéo cho anh Dũng ăn. Cho cô một cái 25 ngàn ạ. Dạ. Dạ. Cái xếp là gì ạ? Cái gì lên mời. Cô tẩy nhà cô có chờ không? Dạ, cô đến về. Cô đi về là mình lấy. Cô đem về á.
ngoài mà chưa có ăn. Tại đâu lại gọi thử xéo. Nó cũng là xôi mà ăn nó cũng béo béo. Cho em để cho ăn sáng từ sáng viên cưng bữa đó ăn được cơm bắp nó vậy nó có cà bao bắp bỉ á anh bà đang nấu á à. Cái gì với hành phi với đậu xanh nó bào ra với lại múa mè với lại ăn được dẻo dẻo ngon được bữa có này nó đỡ ngán à không, mà nếu mà do em ngồi ăn này thì thử đi không mai mốt cũng ăn nó đỡ ngán hay nữa hả ăn sôi mai mốt vô ăn thì uống cà phê buổi sáng xong rồi mình đi về nhà và mà đứa cháu nó chiều nay nó mời mình ra để nó đãi cái món thịt bò né này cả nhà ơi. Đây là cháu của mình nó xào thịt bò nha, thịt bò để ăn bò bít tết không? Ức là trời ơi ăn món tây nữa nha. Thịt bò này lúc xào có ướp không? Có chiên nước tương lại chiên nước tương hả? Chiếu tiêu, tỏi. Theo như người ta nói là cái này là bò né đây Cúc ơi. Bò né đúng rồi. Bò né đó người ta để trong cái chảo nó né nó văng đó biết không? Đó mình xào vậy thôi được rồi. Chảo né né. Mình xào sơ sơ thôi nó hơi chín chín là được rồi đó. Đúng rồi. Wow, đây là một cái dĩa rau trộn tuyệt vời nha. Đó bây giờ thịt bò sẽ sắp lên đây. Ăn với lại nước tương với bánh mì. Ồ. Hoành tráng, còn này là bánh xếp à? Bánh xếp. Một phần như vậy đó. Hấp dẫn quá ha. Bà quà đi tới đâu được ăn ngon tới đó. Số hưởng. Đêm về có làm lắm. Để khi nào mà không có hết clip á thì mình lấy cái này mình đăng lên. Hay quá, có ngụ ý rất là nhiệt tình và rất là hay nha. Ôi cái này là bánh xếp chiên à. Còn cái này á, là củ hành nè, ớt chuông nè, cải salad coron nè, dưa leo nè, ăn cho nó đừng có ngán nha. Đây là cái nước sốt nè, cái nước sốt này nè, đó, giấm đường. Rồi vô rưới đây cái này hả? Hay ha, hồi đó giờ gì đâu biết cái nước sốt mà ăn với cái này. À thôi biết rồi, sốt mè đúng không? Sốt mè mình làm mình ăn với rau trộn rất là ngon nha. Ngon quá. Đây là cháu Cúc là có cái tay đầu bếp lắm đó nha. Cháu Cúc hồi xưa đó các bạn biết không là học hỏi của dì Bảy á, đúng không? Dì Bảy Huệ với bà ngoại, hồi xưa bà ngoại Nhung Phong có lúc đó con vô là bà ngoại bệnh rồi. Học hỏi của dì Huệ. Đúng rồi, học hỏi của dì Bảy Huệ đó. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau nhập tiệc nha, ăn rất là một người một phần như vậy đó, ăn cho nó vui mà nó cũng ngon nữa, ở nhà mình làm á các bạn, chứ mình đi ra ngoài á hả, nó hơi mắc tiền mà lại không có được hợp vệ sinh, mình làm ở nhà ăn như vậy là rất là có lý ha. Đây hoành tráng quá, đây là thịt bò né ngân nga, bò né ăn với bánh mì xúc xích. Dẫn nha cả nhà. Rồi. Các bạn ơi, hôm nay là có cơ hội mình đi về Sài Gòn, mình quay áo rằm trung niên cho cả nhà, thì mình ghé ở đây. Mình ghé ở nhà của cháu mình là Cúc nè. Rồi làm cái món bò né nè, bò né với lại bánh ăn với bánh mì rất là ngon nha. Mời các bạn hãy cùng chung vui với lại dì cháu mình nha. Ăn mấy cái món này ở nhà mình tự làm á, Cúc nó làm tự làm đó các bạn, thấy không, rất là hấp dẫn ha. Rồi xin mời cả nhà nhé, lâu lâu mình về rồi cháu nó làm cho mình ăn.
Rồi xin mời cả nhà. Ê cái này nước miếng nè. Ăn đi rồi. Cái này là gì biết không? Bánh là bánh xếp ở trong siêu thị nó bán á. Cái mình một là mình hấp, hai là mình chiên. Bây giờ mình ăn cho mình chấm cái này mình ăn thử nha. Tương ớt mặn hả? Cái này mặn hả? Không, chấm tương ớt. Mời cả nhà nha. Mặn á. Mặn á. Bà lẹ quá, không chưa kịp. Bà hòa lẹ quá. Ngon, chiên ngon. Bánh này mình chiên và mình hấp ăn rất là ngon. Bánh này nó bán bao nhiêu một cái nhỉ? Một bịch là mấy chục. Ba mấy. Ở trong nhà bà Lan thì bà hay hấp, hấp rồi cho bánh chiên. Ngon. Đây ăn món tây. Rau trộn. Rau trộn với ăn. Rau trộn với ăn. Trộn lên mới lắm. Nó dưa lắm. Ai bánh mì à? Ngon hết, cái sốt này ngon luôn. Nó ngon mà. Ừ. Ngon. Đúng rồi hả? Nhưng mà cô có làm thêm gì không? Đổ ra thôi hay là thành thêm. Xíu giấm xíu đường. Xíu giấm xíu đường. Cái kia bằng sốt mè ăn với rau. Hành này là đâu có hành chính đâu không? Hành sống rồi. Ngâm với nước đá. Nó hơi không có nồng. Được. Không được rồi. Ngon mà. Nó ăn mấy món này nó khó. Múc ban nha các bạn. Múc ban cái món tây này nha. Múc ban cái gì khác đi. Cái này mới hả? Cái gì? Bánh mì. Không được rồi. Đang ăn mà. Đang ăn mà không sao. Được rồi, được rồi. Không có gì đâu. Đang ăn. Được rồi, cũng không gì đâu. Giờ có người ta khó bộ. Rất khó nhưng mà ủ cái mì mày đang ăn. Mình mà. Tự nhiên. Ủ cái mì mày đang ăn này. Vậy cũng có gì đâu mà. Thôi. Bình thường không. Cái thịt bò này nè. Có mua thịt bò phi lê nè. Thì nó mềm ha. Tào sơ nó mềm. Tào sơ thì nó mềm. Nếu mà xào lâu nó dai lắm. Thì là cái tỏi lên. Đúng rồi. Cho nó vàng xong bỏ vô tái lại. Mình ăn được không? Ngon. Ủa có đã đũa không đây? Đó, bởi vì mình nói mình, à, mình này cầm đĩa không có quen. Ở đây này. Cái này là nó. Nói chung là hả mình là, hả? Mình không phải là dân Tây nha, mình cầm đĩa không có quen. Mồi nhiều quá. Cái nồi ăn mì đất thôi. Ăn ra. Ngon. Lâu lâu ăn món này lạ. Hôm bữa lên trên Đà Lạt á. Duyên á, hai chồng mua hải sản, cua, tôm. Mình chung khoái đâu, ăn đã. Đã cũng đang hàng cua mà. Xíu lên đó. Hải. Nó mua ở đây để gửi ra. Nói rồi. Kêu ba của nhà nó ba chồng nó mua dụng. Dạ. Con rau không? Chắc quay nhiều lít không? Bây giờ đây chưa có thời gian đưa lên. Chưa làm nữa. Chưa làm chứ lấy gì được. Đang làm, không có thời gian. Giờ mới ăn cái trứng. Mà giờ nhiều món quá, giờ mới ăn cái trứng nè. Ăn qua trộn lên cái gì. Ngon. Ăn qua về. Ăn đó, ăn
kèm rau cho đựng hết. Bỏ vô là mẹ ăn vô vậy. Cho cô Di Di với à gì à. Bà chính á, cô ở nhà Di Hòa xuống á. Vui quá không? Vui quá. Nấu ăn hả? Ừ. Có rồi sao anh đi? Có. Giống ngày xưa. Dạ. Ừ. Cũng có bếp lửa hồng. Đó là bếp lửa hồng ba con á, ngồi quạt. Nhóm à. Rồi có nhóm lên. Nhướng á. Bếp lửa hồng, nhớ năm xưa. Cái bếp còn mà người thì đi đâu mất. Hả, mua giảm hết 13 năm rồi. Hai mẹ con. Rất sống. Ở nhà, đây vậy. Cái món này là Tina kêu mẹ làm á hả? Ừ. Chứ thôi chiều nay ăn cái gì? Là hay nó kêu mang tuần trước á. À. Nó chuẩn bị đồ. À. Đi qua sáng xuống cho đi qua. À trời ơi vậy hả? Hay quá ha. Chút chôm nhãn là nhiêu ký? Bỏ bơ, bỏ 30 à. Này ổi nữ hoàng nè. 50. Ừ. Bỏ nó ra kìa. Bỏ nó ra kìa. Bỏ nó ra kìa. Rồi, ăn xong rồi, ăn xong rồi. Rồi, ăn xong rồi cả nhà ơi, ăn đánh nhanh, đánh mạnh. Giờ uống nước. Nó mua cái này nè. Để mình coi ngon không nha. Châm châm nhãn. Mời. Châm châm nhãn ngon lắm, ngọt lắm cả nhà. Muối hả? Ăn muối không? Ăn ổi thì ăn lên chôm. Muốn ăn ổi thì ăn lên chôm. Lên chôm. Lên chôm này á. Có chưa cháu? Thường thường chôm chôm nhãn nó tróc lắm mà. Ừ. Sao cái này? Ủa gì đi thử máu hả? Cái gì? Có thử máu không? Bữa được chưa? Chưa có đi. Không, kỳ này đi không? Ừ. Đi hết. Thử máy đi. Thử máy. Ý gì thử máy là được. Ừ. Thư từ đi. Thư từ đi. Em biết đi luôn. Ừ. Từ đi nha. Có mấy gì chứ nó à? Bạn tính lúc vỗ bà ngoại là đưa cho tôi má. Không có ai coi gì vậy? Không biết mấy bà hay mấy gì kia có đi không biết. Mà nói rồi, quậy nó. Thôi mày thử mới đây, mày thử tao rồi, mày thử hoài vậy. Đó, không. Trời ơi, mấy đứa cháu nó cho mình ăn. Hết ăn bánh mì hộp gà pla với lại bò né rồi trái cây ở nhỏ kia nó đem này xuống nè, bánh gì quá nè, cái gì pasta đó. Nhưng mình ăn thử nè, nó giống như ua lắm nha cả nhà. Còn cái này là cái gì nè, đó. Ở phía trên là cái này mình ăn thử nha, em mời sực mời nha. Ngộ à, cái bánh ở phía dưới bánh á thì nó giống như bánh flan vậy á, ở trên thì nó bỏ cái bột cam vậy. Chua chua ngọt ngọt, chanh dây, hình như chanh dây á. À, cái này nó làm bằng sữa tươi á, làm bằng sữa tươi đó các bạn, ngon. Giờ mấy có loại mấy cái bánh mới ra làm ngon quá. Nè ăn đi con nè, đem hai cái nè, để bà với lại mẹ con ăn cho một cái thôi. Tại biết sao không, béo quá, ăn sợ mập.
béo qua béo. Bánh gì? À, con nói gì? Bánh gì? Banana cotta. Banana cotta. Ừ, nó nói là banana cotta. Cái này là bằng sữa tươi đúng không? Là bằng whipped cream. Whipped cream. À. Không. Ăn được biết sao không? Nó không có bỏ đường nhiều. Nó hơi lợi lợi, nó không có ngọt. Mấy bà sợ ăn ngọt lắm. Ngon. Ngon, ngon. Ờ, à, kệ nó đi, uống lạc cho nó tốt. Lạ thôi chứ đừng uống ngọt quá. Mấy bà lớn tuổi rồi, mấy bà sợ ăn ngọt, uống ngọt lắm. Mình sợ là cái máu mình nó không có lọc được cái chất đường á, rồi mất công bị tiểu đường đó. Sợ lắm, lớn tuổi rồi các bạn, ăn uống cái gì cũng vậy hết trơn đó. Nó dư thừa quá đó, nó không có lọc ra, nó không có thải ra được á, nó ứ trong cái cơ thể của mình á, nó sinh ra bệnh tật. Cho nên là bây giờ á, vấn đề mà ăn uống á, lớn tuổi phải cẩn thận nha cả nhà, nhất là các chị em phụ nữ của mình. Bớt ăn ngọt lại ha. Rồi ăn cái gì cũng vậy á, đừng bao giờ ăn no, hơi hơi thôi. Rồi ăn cơm cũng vậy đó, cái chất đường ở trong cơm á, trong gạo á, nó cũng có nữa. Rồi cái gan của mình á, mỗi ngày nó mỗi suy nhược á, nó sẽ không có thải ra được. Nói chuyện giống như bác sĩ. Nhưng mà tại vì mình coi trên Google đó, người ta nói kỹ lắm cho nên mình mới biết. Rồi thì cái bữa múc ban cái món Tây của cháu Cúc nó làm ngày hôm nay thì mình xin khép lại nha. Rồi thì mình hẹn lại các bạn ở video tiếp theo. Có gì hay hay, vui vui, lạ lạ mình chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà nha. Và chúc cả nhà mình một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Và tràn đầy hạnh phúc và có những món ngon như thế này. Cho gia đình mình càng thêm hạnh phúc. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà, bye bye. Rồi xong. Ê, ăn này đi, nó làm này ngon hết. Không, nó làm nó không có ngọt. Vui vậy hả?